chào mừng mọi người đã đến với kênh hào tiger hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương hùng đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha theo chiết xuất số lượng càng ngày càng nhiều không chỉ tốc độ chậm lại độ khó cũng tăng lên tiêu viêm đem tốc độ dung hợp không ngừng chậm lại chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng chiết xuất không thất bại ong bên trong dược đỉnh theo một trận tiếng oanh minh truyền đến trong đó ánh sáng nội hàm bao bọc đan dược lại lần nữa tản ra đan hương càng thêm nồng đầm lần thứ chín chiết xuất thành công chỉ là cái thương hải thần đan này như cũ chưa từng đạt tới tuyệt phẩm mà tiêu viêm cũng không đình chỉ chiết xuất vô luận chiết xuất bao nhiêu lần tiêu viêm cũng muốn để cho cái này thương hải thần đan đạt tới tuyệt phẩm nếu không có luyện chế thì thôi nếu như đã bắt đầu luyện chế nhất định phải thành công mới có thể bỏ qua đây là chấp niệm luyện dược của tiêu viêm cho tới nay. Lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 12, mỗi một lần chiết xuất đối với đan dược mà nó có thể nói là tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiết xuất sau khi thành công cũng sẽ hình thành bằng lớn đan hương, đối mặt đan hương càng lúc càng nồng nặc, làm cho đông đảo thân ảnh phía sau la bàn mắt lộ ra tinh măng. Đây rốt cuộc là cái thần đan gì? Đan hương có thể tinh thuần như thế, nhất định thần đan xuất thế, có thể nhìn lên một cái cũng tốt chỉ là tiêu viêm tùy thời khống chế lấy la bàn khoảng cách những người này chỉ có thể ngửi được đan hương tràn ra thủy chung đều không có nhìn thấy chân chính nơi phát ra đan hương nói cách khác ngay cả la bàn của tiêu viêm bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua cái phương hướng này tiếp tục nữa chính là thần khôi tông rồi hẳn là đan này là người của thần khôi tông luyện chế ngược lại là từng nghe nói thần khôi tông bọn hắn lấy thi thể luyện chế khôi lỗi cũng không nghe nói qua thần khôi tông xuất hiện qua luyện dược sư mạnh như thế không sao có hai cái cự nhân này cùng chúng ta thần khôi tông cũng không sợ cũng đuổi tới nơi đây nhất định muốn xem một chút lúc này đông đảo thân ảnh đi theo phía sau la bàn của tiêu viêm ở dưới đan hương nồng đậm này bản thân bị lạc lối nhao nhao đều muốn thấy tận mắt nhìn thấy là cái thần đan gì cùng kẻ nào đang luyện chế thần đan như thế lần thứ 14 bốn chiết xuất đan này rốt cuộc thành khi tiêu viêm hao phí rất nhiều thời gian đối với hắn tiến hành chiết xuất đồng thời đã đột phá số lần hắn chiết xuất cao nhất đương nhiên Đan này cũng chính là tiêu viêm cho tới bây giờ một viên tuyệt phẩm đan dược luyện chế hoàn mỹ nhất. Cái thương hải thần đan này ở trong dược đỉnh của tiêu viêm tỏa ra hào quang dị dạng, thời điểm xoay chậm chậm trong đó, tiêu viêm chỉ cảm giác trên người mình cũng truyền đến một loại cảm giác mát mẻ. Thời điểm đan này luyện thành, thực lực của tiêu viêm hẳn là có chỗ tinh tiến. Đế chỉ bất hủ tu luyện vốn là cùng đấu thần có ngày đêm khác biệt, khác biệt cần chính là thế giới khí vận. Một cái thương hải thần đan như thế, bất luận nó công hiệu như thế nào, có thể đạt tới phẩm giai như thế, bản thân liền là một loại đột phá từ việc bản thân tiêu viêm luyện chế viên đan dược này, cũng là nhờ vào luyện chế gia đan dược để cho hắn trong luyện dược hiểu rõ thế giới chi khí, đây cũng là nguyên nhân để cho thực lực của Tiêu Viêm tinh tiến, nếu là như vậy, không biết có thể dựa vào luyện dược thuật làm cho thực lực của bản tôn đột phá tới bước thứ 9. Ngoại trừ vui sướng khi luyện chế thành công càng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng, tự nhiên là thực lực tinh tiến, mặc dù không có đột phá lại trong lúc lơ đãng để cho tiêu viêm tìm được phương hướng tu luyện để cho bản tôn thực lực tăng lên. Thương hải thần đan tản ra một thuốc nồng nặc, so với lúc trước không biết nồng nặc bao nhiêu, mà trong thời gian tiêu viêm luyện chế đan dược, khoảng cách thần khôi tống cũng đã không xa, khoảng cách gần như thế đều không thể cảm nhận được tổ xuất phân thân ở đâu. Cái thần khôi tông này ngược lại là có chút thủ đoạn, tiêu viêm không có lập tức đem thương hải thần đan thu lại, cố ý để cho đan hương của nó không ngừng bay hơi. Lúc này đã cách thần Khôi Tông rất gần, tiêu viêm không những không giảm tốc độ, ngược lại vung tay lên, rất nhiều nguyên khí tràn vào bên trong la bàn, làm cho phía dưới la bàn tốc độ tăng đột ngột, hóa thành một đạo cực nhanh cầu vồng, chính là hướng vị trí của thần Khôi Tông bỏ chạy. Theo khoảng cách tới gần, tiêu viêm nhìn thấy như mạng nhện dùng khóa sát kết nối quan tài cùng viên ngôi sao hình dạng đầu lâu kia, mà khi tiêu viêm nhìn thấy ngôi sao bộ xương đồng này, đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại nhìn tựa như điều khác ngôi sao, chỉ có tiêu viêm cảm thụ được trong đó truyền đến ba động. Đây cũng không phải là một ngôi sao, mà là một viên chân chính đầu lâu, đầu lâu đến từ nguyên thần. Đầu lâu khổng lồ như vậy, không biết là bị kẻ nào chém xuống, sau đó bị thần khôi tông luyện thành ngôi sao, đồng thời toàn bộ cái tông môn đều ở phía trên viên đầu lâu này. Ánh sáng một cái đầu lâu đều có ngôi sao khổng lồ, cuối cùng là nguyên thần thực lực cỡ nào mới có thể khổng lồ như thế, tiêu viêm thật sự là nhịn không được lạnh tê một tiếng bên trong di thiên đại giới nhìn thấy nguyên thần nhất tộc vẫn còn cảm thấy không có gì nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy xương sọ nguyên thần khổng lồ như vậy không biết có bao nhiêu nguyên thần đã từng tử chiến ở nơi này hoặc là nói tử chiến về sau bị chuyển đến tiên ma cổ giới cũng chưa chắc không có khả năng tiêu viêm trực tiếp chính là hướng phía viên khô lâu ngôi sao này lao đi thời điểm lướt đến giữa không trung thần khôi tông phát hiện tiêu viêm về sau không ít thần ảnh lập tức hướng phía hán bạo lướt mà đến người nào dám đến thần khôi tông ta lộ mãng Người nào, hỏi rất hay, người diệt tông môn các người, tiêu viêm hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ động, phía dưới la bàn của hắn trong nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay, đã thu vào bên trong vết nứt hư động. Lập tức đưa tay chấn động, bát hoang huyền trọng xích ngưng hiện trong tay, đối mặt quan tài bạo lướt mà đến, tiêu viêm toàn thân hỏa diễm phun trào, đều quán chú vào trên bát hoang huyền trọng xích trong tay, sau đó hướng quan tài đánh tới. Bành, bành, bành âm thanh bắn nổ vang vọng ra, quan tài lướt đến đều không ngoại lệ, toàn bộ ở dưới một thước của tiêu viêm hóa thành vỡ nát, thân ảnh tới gần lại càng không thể may mắn thoát khỏi, nơi mi tâm của tiêu viêm bản tôn, năm tinh ấn lấp lóe, lực lượng cơ thể của ngũ tinh nguyên thần cùng bước thứ tám đế chi bất hủ đã đủ để hủy thiên diệt địa, xung quanh những thân hình này ngưng hiện ở trước mặt tiêu viêm như là sâu kiến, nghiền chết bọn hắn dễ như trở bàn tay, có địch xâm lấn. Tất cả mọi người ở thần khôi tông lập tức nghênh chiến, thần khôi xuất hiện theo một tiếng quát chói tai xung quanh khóa sắt quan tài nắp quan tài gào thét mà lên lập tức từ bên trong vô số quan tài bay ra lần lượt từng bóng người tràn ngập sát khí ngang ngược hướng phía tiêu viêm vây quét cùng lúc đó trên hư vô của thần khôi tông chuyến đến ba động mãnh liệt dẫn đầu đập vào mi mắt chính là nguyên thần phân thân cầm đầu nhục thân khổng lồ mấy ngàn trượng che khuất bầu trời làm người ta rung động nhất là thân hình như vậy hẳn là có hai cái nguyên thần phân thân lập tức hóa thành bình thường, cùng bản tôn hòa làm một thể, dưới chân bản tôn cực lối lấp lóe, thân hình đột nhiên biến mất, lập tức lại lấy ẩn ngọc đem khí tức ẩn nấp, làm cho la là sát huyết ấu trong nháy mắt liền không tìm được nguyên thần phân thân, tại hơi ngạc nhiên về sau, la sát huyết ấu phát ra tiếng giống giận dữ ngập trời. Người không được trốn, nhanh đi ra cho ta. Đột nhiên biến mất la sát huyết ấu vốn là ở dưới tiêu viêm dẫn dụ trong lòng lo lắng không thôi, Giờ phút này lại càng lửa giận ngút trời, vậy mà lúc này còn có vô số thân ảnh xông vào bên trong thần khôi tông, diêm viễn trên tế đàn bị chấn động hấp dẫn, thời điểm ngừng đầu, hai mắt đột nhiên co lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Hào Tiger, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Lão tổ có địch xâm lấn diêm viễn vội vàng quát, giữa không trung bạo loạn đã lên, hừ, xem ra thần khôi tông ta đã rất lâu chưa từng xuất sơn, cái cạn bạ gì cũng dám xông vào, nếu bọn hắn đến tìm cái chết chúng ta liền tiễn bọn hắn một đoạn. Lão tổ trên tế đàn hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắc bạch đường vân co rúm, hắn nhấc tay vung lên, ở trước mặt hắn hổ quan điện thời gian lập loè một cái, quan tài từ đằng xa bạo lướt mà đến, nắp quan tài ầm vang nổ tung, từ bên trong cái quan tài kia, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đạo thân ảnh này mái đầu bạc trắng, mặt như ôn ngọc, tựa như nam tử lại như nữ tử, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nếu không phải vì miệng khâu chỉ đỏ, nếu không nhìn, không hề giống là một bộ thi thể bị luyện thành khôi lỗi. Bạch tiên, đi giết không còn mảnh giáp nào cho ta, lão tổ trên tế đàn ra lệnh một tiếng. Đạo thân ảnh này chính là hất tay áo lên, giống như thiên hạ quân phương đạp không mà ra. Đừng lo lắng chất trai, có bạch tiên thần khôi này của lão tổ ta, không có việc gì, đây đều là một chút vô tri tiểu nhi mà thôi, không biết ngu xuẩn từ nơi nào tới, dám trêu chọc thần khôi tông ta, phóng nhãn toàn bộ tiên ma cổ giới, thế lực dám trêu chọc thần khôi tông của ta, thế nhưng không nhiều, lão tổ trên mặt che kín hắc bạch đường vân lộ ra nụ cười tự tin cùng ngạo nghễ, đối với ở giữa không trung lúc này chiến đấu kỳ liệt ngoài mặt làm ngơ. Chờ một chút lão tổ, người xem, người khổng lồ kia, không phải là nguyên thần nhất tộc diêm viễn lúc này cẩn thận hướng phía hư vô nhìn lại, bởi vì giữa không trung còn vẫn có chút khoảng cách, nhìn cũng không tính rõ ràng, đến lúc diêm viễn nhìn thấy nắm đấm cự nhân gào thét quét ngang trong hư không vừa rồi phản ứng lại lão tổ nghe vậy lập tức ngẩng đầu đi hai mắt bắn ra tinh mang là thật là là nguyên thần vẫn còn sống nhanh đi thông báo đạt ma lão tổ tổ tôn hai người sau khi thấy thế cũng phi thường kích động thần khôi tông bốn phía thám thính phát hiện qua thi thể của nguyên thần đều không thể lại luyện chế thành thần khôi về phần còn vẫn còn tồn tại nguyên thần vẫn còn sống lại càng chưa từng nghe thấy quan tài này đã phong ấn thành công chỉ cần uẩn dưỡng liền có thể trở thành thần khôi càng thêm cường đại. Quan tài màu đỏ chiến huyết chỉ tế đàn đã đình chỉ rung động, bình ổn lơ lửng tại phía trên huyết trì, phía trên bị từng vòng từng vòng khóa sắt gắt gao phong bế, cùng các loại phù văn ký tượng phức tạp, bất quá, so với nguyên thần luyện chế thần khôi, cỗ thần khôi này cũng không kém, thiên tư của hắn cực cao, nói không chừng uẩn dưỡng đầy đủ có thể để cho đạt tới thực lực của thần chi bất hủ. Trước hết để cho Bạch Tiên Thần Khôi đi đánh trận đầu cũng là Thần Khôi lão tổ hết sức hài lòng, thuộc lực siêu quần, dưới thần chi bất hủ đều vô địch thủ, nói xong, lão tổ ngẩng đầu hài lòng nhìn xem Bạch Tiên Thần Khôi lướt đi. Ngay khi tổ tôn hai người nhìn nhau, Bạch Tiên Thần Khôi vừa mới bay luyện ra một tiếng vang trầm, về sau, từ giữa không trung bắn ngược lại, đồng thời, thân hình thẳng đến tế đàn. Đường Vân lão tổ giật mình, xung quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh xông lên phía trước tiếp nhận bạch tiên thần khôi, chỉ là tiếp được trong nháy mắt, vị lão tổ này cùng diêm viễn đồng tử đều là co rụt lại, bởi vì, đầu của bạch tiên thần khôi không thấy đâu, bất quá, không có đầu lâu cũng không có máu tươi phun ra, huyết nhục dưới tràn ra hắn cũng sớm đã biến thành màu đen, bản thân cũng không có sinh mệnh trong cơ thể, máu tươi tức thì trống rỗng. Người nào dám tổn thương bạch tiên thần khôi ta, lập tức, ở giữa không trung một đạo dáng người thân hình thon dài giống như đột nhiên xuất hiện, sau lưng sợi tóc không gió mà bay, một quang lãnh lệ nhìn về phía đông đảo thân ảnh trên tế đàn, mà đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đồng tử diêm viễn lần này co rụt lại thành to bằng lỗ kim, còn đang điên cuồng run rẩy, là hắn, diêm viễn kinh ngạc phản ứng, mở miệng quát, chát trai, diêm viễn ngươi nhận ra người này, lão tổ, hắn chính là nguyên thần ta nói còn sống, nguyên thần, lão tổ nghe vậy, Lập tức trên mặt tươi cười có chút ôm quyền chắp tay, nguyên lai là bạn thân của tiểu tôn, huynh đài, cái này là ý gì, nhất định là một đợt hiểu lầm. Diêm viễn mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra được, tiêu viêm vậy mà lại đuổi theo đến đây, trên người mình đều bị hắn chấn lột sạch sẽ rồi, tiêu viêm tại sao lại biết đuổi sát theo, không có lý do gì à. Đem cái quan tài kia mở ra, ánh mắt tiêu viêm trực tiếp nhìn về phía quan tài màu đỏ trên tế đàn, lạnh giọng nói ra huynh đài đây là lão phu mới luyện chế thần khôi nếu huynh đài thực sự ưa thích ta trong này còn có mấy cỗ thần khôi không tệ có thể tặng cho huynh đài như thế nào đường vân lão tổ tiếp tục ôm quyền chắp tay mặt mình cười dù sao đem phong ấn liền đã hao phí trên trăm cỗ thần khôi hắn làm sao có thể nguyện ý lúc này diêm viễn mới phát hiện tiêu viêm tới đây về sau ánh mắt hắn thậm chí cũng chưa từng dừng lại ở trên người hắn một chút như thế liền là nói rõ Tiêu Viêm căn bản cũng không phải là vì tìm hắn mà đến. Bàn chân Tiêu Viêm hướng về phía trước đạp mạnh, đưa tay chính là đấm ra một quyền, hắn quyền tại giữa không trung, đò gió căng phồng lên đến mấy trăm trượng, nắm đấm mênh mông, làm cho thân ảnh trên tế đàn thấy thế tứ tán né ra. Cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách lão tổ không niệm thể diện. Đường Vân lão tổ vung tay lên, mấy cỗ quan tài bay lượn ra, thẳng đến nắm đấm to lớn của Tiêu Viêm mà đi. Thời điểm chạm đến, quan tài ầm vang nổ tung, sau đó xuất hiện mấy cỗ thần khôi, có thể, ở dưới nắm đấm của tiêu viêm, căn bản không chịu nổi một kích, bành bành bành, những thần khôi này toàn bộ nổ thành vỡ nát, nắm đấm chưa từng đình chỉ, đường vân lão tổ vẫn đứng lặng như cũ ở trên tế đàn, chỉ có thể là lại lần nữa cắn răng một cái, lại đưa tay vung ra mấy cỗ quan tài, có thể, kết quả cũng giống nhau, căn bản gánh không được nắm đấm của tiêu viêm. Đường vân lão tổ thấy thế, lập tức hai tay kết ấn tế đàn huyết trì phun trào ra nhanh chóng ở phía trước hóa thành một đạo huyết thuẫn trang trượng đông huyết thuẫn là huyết nhục trên trăm cỗ thần khôi biến thành tản ra hôi thối nồng đậm đã biến thành màu đen căn bản không nhìn thấy nửa điểm huyết hồng diêm viễn mồ hôi lạnh ứa ra cùng tiêu viêm giao thủ qua loại cảm giác bị nghiền ép kia lại lần nữa quanh quần trong lòng chính mình không hề có lực hoàn thủ giờ phút này không nghĩ tới lão tổ của hắn cũng giống vậy đệ lục thi vương xuất hiện sau khi dừng một chút, đường vân lão tổ quát một tiếng, ở trên cái đầu lâu ngôi sao này trong hốc mắt tối đen vốn nên là ánh mắt, ở cuối cùng của hắc ám, một đạo quan tài phong tồn thật lâu bỗng nhiên rung động, lập tức từ trong đó một cái bàn tay màu đỏ tươi thình lình thò ra. Chợt, bên trong quan tài một đạo huyết quang thình lình xông ra, thẳng đến bên ngoài hang động. Ken két, huyết thuẫn rằng có một chút về sau, cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, nhanh chóng dạn nứt, sau đó cuối cùng nổ tung mà liền tại thời điểm nắm đấm tiêu viêm muốn tiến thêm một bước huyết quang từ xa hung hăng đánh vào trên nắm đấm mấy trăm trượng khiến cho nó đột nhiên trì trệ đợi nhìn kỹ lại ngăn trở nắm đấm chính là một đạo toàn thân bóng người màu đỏ ngòm nhìn giống như là một người bị lột da lúc này hai tay cản trở lại thật sự ngăn cản một quyền này của tiêu viêm đệ lục thi vương chính là lấy máu của mười vạn người uẩn dưỡng lấy sát khí làm lực cùng chiến đấu dần dần sẽ bị hung sát chi khí của nó ảnh hưởng tâm trí từ đó bị nó mạt sát, sau đó nó uống hết máu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Hào Tiger, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đường vân lão tổ tràn ngập tự tin nói, nhìn xem nắm đấm tiêu viêm cùng đệ lục thi vương đối kháng, trên mặt lại càng lộ ra vẻ khinh miệt, coi như hắn là nguyên thần, đệ lục thi vương của ta cũng không sợ hắn. Diêm viễn nhìn thấy ánh mắt của đường vân lão tổ nhìn về phía hắn, lúc này cũng là lập tức tràn ngập tự tin, nhẹ gật đầu chỉ thấy nắm đấm của tiêu viêm chấn động thân hình của đệ lục thi vương trực tiếp bị oanh bay nhưng tựa hồ cũng không bị thương đệ lục thi vương bắn ngược lại rất nhanh ổn định thân hình lại lần nữa xông tới trong nháy mắt phóng tới tiêu viêm cái bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên ngưng hiện trực tiếp đem đệ lục thi vương gắt gao nắm trượt từ cái kia trong ngòng bàn tay chuyển đến âm thanh ken két tựa hồ có đồ vật gì bị bóp nát rồi tiêu viêm mở bàn tay đồng thời hắn đã hít sâu một đại khẩu khí sau đó hướng bàn tay nhổ, chỉ là nhổ ra chính là hỏa dưỡng hùng hồn, tiếng xèo xèo trong lòng bàn tay tiêu viêm truyền đến, cũng không nhìn thấy có thân ảnh từ lòng bàn tay ly khai. Đến lúc tiêu viêm phun ra hỏa diễm dần dần tán đi, ở trong lòng bàn tay khổng lồ kia, chỉ còn lại một đống bột phấn đen kịt. Trên mặt đường vân lão tổ tự tin đã biến mất, thay vào đó chính là kinh hoàng cùng hoàng sợ, bởi vì, khí tức của đệ lục thi vương đích thật là biến mất không thấy những thần khôi này giết ngược lại là đáng tiếc vừa vạn toàn bộ mang đi tiêu viêm bỗng nhiên kịp phản ứng dạ thiên không phải liền là luyện chế ma khôi a mặc dù có chất khác biệt nhưng đại khái hẳn là không sai biệt lắm lúc này lật bàn tay một cái lấy ra chấn hồn phiên để cho dạ thiên đổi chỗ này chỉ là không biết dạ thiên từ di thiên đại giới sau liền rời đi bây giờ đi nơi nào tiêu viêm cũng không xác định nó có tới hay không đương nhiên chỉ cần tiêu viêm thoáng uy hiếp dạ thiên tự nhiên sẽ đến. Làm gì, làm gì, hiện tại không rảnh. Trong chấn hồn phiên, chợt truyền đến âm thanh của dạ thiên. Tiêu viêm không nghĩ tới, dạ thiên vậy mà thông qua bản nguyên liền có thể đối thoại với hắn. Tiêu viêm đem tình huống trong này nói đơn giản ngắn gọn, dạ thiên liền là không có đáp lại. Dạ thiên mặc dù nghe theo tiêu viêm, trên thực tế nó như cũ là làm theo ý mình tồn tại, ngay cả tôn thượng cũng không sợ, tối đa cũng chỉ là bị phong ấn căn bản là không có cách đem nó mặt sát, cho nên có thể nói, nó căn bản cũng không có e ngại. Kẻ nào nó cũng không sợ liền nhìn chính nó có nguyện ý hay không mà thôi, đều là ma khôi có sẵn, đại chiến sắp đến, có lẽ có thể cho người đụng nhiều sát khí một chút, tốt tốt, đã biết, thật sự là ồn ào, âm thanh dạ thiên tức giận cuối cùng vẫn là truyền đến, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ dám cùng hắn nói chuyện như thế ngược lại hiếm có, nhưng đích thật là không biện pháp gì cầm ra dạ thiên, cho dù là chấn hồn phiên, tối đa cũng là phong cấm dạ thiên trong đó mà thôi không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp đem chấn hồn phiên thu vào tiêu viêm vừa rồi nhìn về phía tế đàn bàn chân đạp mạnh thân hình hẳn là hóa thành một đạo hồ quang điện trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh quan tài màu đỏ thì vương như vậy còn có bao nhiêu cỗ tiêu viêm lẩm bẩm nói chất thò tay ra đến phút về quan tài màu đỏ giờ phút này làm cho tiêu viêm cảm thán chính là nếu không phải khoảng cách gần như thế hắn cơ hồ cũng không cảm ứng được tổ xuất phân thân tồn tại sắc mặt đường vân lão tổ không chừng tím xanh tiêu viêm cường đại vừa ra khỏi tưởng tượng của hắn mà thi vương có lẽ đối chiến qua thần chi bất hủ nhưng là cũng không vượt qua thần chi bất hủ đây là có khác nhau nhất định huynh đài không phải người thần khôi tông ta với lại lấy thực lực của huynh đài dùng thần khôi chiến đấu chẳng phải là không hợp thân phận không phải người tộc ta thần khôi cũng không tác dụng gì huynh đài nếu là vì thế mà đến không cần làm to chuyện như vậy coi trọng cỗ thần khôi kia thần khôi tông ta chính là tặng ngươi đường vân lão tổ lời nói xoay chuyển đối với tiêu viêm cúi đầu khom lưng ôm quyền chắp tay thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trong lúc nói chuyện tiêu viêm năm ngón tay bỗng nhiên nắm vào phía trên quan tài màu đỏ lúc này truyền đến âm thanh ken két năm ngón tay lâm vào trong quan tài huynh đài không thể cỗ thần khôi này nếu tại hạ lấy đưa ngươi chúng ta thế nhưng hao phí tâm huyết cực lớn mới đem nó phong chính Quần giữ ngàn năm có lẽ cỗ thần khôi này có thể chiến thần chi bất hủ đường vân lão tổ vội vàng khuyên can sợ tiêu viêm đem quan tài màu đỏ hủy đi ồ quả thật như thế Tiêu viêm nghe vậy lông mày hơi nhíu, chỉ là lấy khí vận của tổ xuất phân thân, tu luyện, cho dù tiêu viêm dưới tình huống mắc kệ, đạt tới thần chi bất hủ có lẽ đều là vấn đề thời gian, đương nhiên, vạn sự đều không định số, ngược lại là như thế, đem tổ xuất phân thân phong tỏa ở trong quan tài, như thế liền có thể làm cho thực lực của hắn sánh vai thần chi bất hủ, không khỏi là một chuyện tốt, hơn nữa sẽ ít biến cố một chút, tự nhiên, huynh đài không hiểu luyện chế thần khôi như thế nào, ta có thể thay mặt huynh đài luyện chế, sau ngàn năm huynh đài lại đến lấy nhất định sẽ không thất vọng đường vân lão tổ khẽ cười nói tiêu viêm nghe vậy cũng là cười cười cũng đúng ý kiến hay chỉ là chớ nói ngàn năm về sau hôm nay thần khôi tông có thể chống đỡ hay không ta xem đều chưa hẳn rồi tiêu viêm thở dài một hơi mang theo tức hận nói về phần đường vân lão tổ này muốn làm cái gì tiêu viêm cũng không cần đi suy tư đơn giản chính là đang chỉ hoãn thời gian hắn biết tiêu viêm sẽ không tin tưởng những lời này cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi theo xông vào thần khôi tông còn có không ít thân ảnh sau khi tiến vào nơi này chính là bị thần khôi tông đều xem như địch nhân không kích không khác biệt chúng kế căn bản không có cái thần đan gì đây là muốn bắt chúng ta làm đao trong tay mượn đao giết người à hẳn là tính toán chúng ta người này rốt cuộc là kẻ nào nếu là bị bắt lấy nhất định phải đem chém thành muôn mảnh không thể lưu lại nơi này rút lui đông đảo thân ảnh tiến vào nơi này trong đó thực lực đều là đạt đến đế chi bất hủ nếu không cũng không dám đuổi theo đến nơi này mọi người kịp phản ứng biết được tình huống không đúng trong này căn bản cũng không có cái gì cái gọi là thần đan, có thể đạt tới đế chỉ bất hủ đương nhiên sẽ không phải cảnh ngu, chỉ thấy đông đảo thân ảnh bắn ngược lui về phía sau. Muốn rời khỏi nơi này, có thể khi thân hình bọn họ quay ngược lại, mới vừa tiến vào hư vô, đều không ngoại lệ, toàn bộ lại lần nữa quay trở về thần khôi tông. Xảy ra chuyện gì, nhiều ma mũi như vậy, ô áp áp một mảng lớn, như là mây đen, bởi vì giờ khắc này lại còn có một ít khoảng cách, nhưng đã đem thần khôi tông bao phủ ở bên trong, nhìn kỹ lại mỗi một cái đều là thân hình trăm triệu to lớn, kim châm bén nhọn, âm thanh vỗ cánh cùng lúc, liền để cả viên khô lâu ngôi sao đều đang run rẩy, nhanh, nhanh, thức tỉnh tất cả lão tổ, cùng tất cả thi vương, chuẩn bị hộ tông chiến một trận, tiêu viêm đứng lặng ở trên tế đàn, cũng là ngẩng đầu đi, phảng phất hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, đường vân lão tổ trước tiên cũng không nghĩ tới là bởi vì tiêu viêm, huynh đài có biết, bọn chúng vì sao hướng về phía thần khôi tông mà tới sao? Mặc dù thần khôi tông bình thường hành động cao điệu, cừu xa vô số, nhưng loại quy mô này lại là hiếm thấy, đặc biệt là mấy ngàn con ma mũi, dưới số lượng như thế là kinh khủng phi thường bọn chúng hẳn không phải là xung đột với thần khôi tông mà tới, tiêu viêm lầm bầm nói đường vân lão tổ nghe vậy suy tư một chút sau đó mãnh liệt nhìn về phía tiêu viêm bọn chúng không phải là xung đột với người mà tới, đường vân lão tổ quá sợ hãi, triệt để để cho tâm thái hắn sụp đổ đến đây ad xin khép lại tập này cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều